Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi sẽ mở hộp và trên tay nhanh cho anh em một sản phẩm mà những người mà đã tìm hiểu về chiến tranh thế giới thứ hai hay là những gì liên quan đến quân đội Đức thì sẽ rất là thích. Úi chà, đó là cây Luger P08. Mình sẽ nói qua một chút về em nó. Thực ra cây này nó mang tính lịch sử và là những người sưu tầm là nhiều. Nó, nếu những ai mà đã tìm hiểu thì các bạn sẽ biết rằng khi tất cả những người lính Liên Xô hay là những người lính ở Mỹ mà khi mà đánh nhau quân Đức ấy, mà ai mà cầm được một cây này là một chiến lợi phẩm mà tôi nói là quá vinh dự. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có các tướng tá cấp cao thì họ được sử dụng cây Luger. Thế nên là cảm giác như là một chiến lợi phẩm mà nó mang tính giống như kiểu mình chơi game ấy, mình chiến được boss ấy. Đấy. Ok, chúng ta nói qua một chút về cái hộp này. Đây, nó có chế độ semi-auto, nghĩa bắn từng viên một đấy. Có ga blowback. Rồi. Em bản hôm nay mình trên tay là bản F, bản bản 4 inch, có nghĩa là chiều dài 4 inch, kích thước của nó là 219 mm, chiều dài 219 mm. Trọng lượng là 830 g và băng đạn chứa được 15 viên. Ngoài ra nó có bản 6 inch và bản 8 inch. Mình sẽ không nói nhiều về các cái hiệu suất FPS, thì cái FPS con này nó cũng được hơn 300 FPS, tầm 320 chứ không phải là tệ đâu. Nhưng mà nói thật là những người mà đã yêu thích và hâm mộ và mua em nó về thì chủ yếu vẫn là mang tính chất lịch sử. Thôi không trông dài nữa mà hộp cho nhanh. Ồ, đầu tiên là chúng ta có các cái lục lăng, chắc là liên quan sửa. Thì cây này mình cũng trước đây mình cầm một lần và đây là một lần mình được cầm lâu hơn và mình trải nghiệm nhiều hơn. Thế thôi, chả có giấy cứ có sách dẫn ở phía dưới. Đây nó khác bọt với những cái khác nên mình sẽ phải show cho anh em. Sách thì rất là dụng, có chế độ kéo cực kỳ vui đúng không? Hai trời ơi. On off. Rồi, chế độ set này, chế độ on này. Đấy. Quá tuyệt vời, quá là lạ lẫm. Hôm ra đi. Rồi, ok. Rồi. Vậy thôi, không nói nhiều qua cái lượng lượng nữa. Chúng ta vào giải xem. Đầu tiên chúng ta có một cái băng đạn nhà sản xuất vào 12 viên. Ồ, các bạn thấy không? Cái van xả ấy. Cái van xả nhìn nó cũng xíu xíu bé. Cái băng đạn nó rất là khác với những cái băng đạn khác. Này, cái chỗ này để cầm kéo ra van nạp ga. Chúng mình sẽ bắn test các bạn. Ok, và đây là em nó Luger P08 bản 4 inch. Không biết nói gì đây. Một cái gì đó rất là lạ. Một sự lạ. Một sự gì đó khá là lịch sử. Không biết bắt đầu nói đâu. Thôi bắt đầu từ cái nòng ấy. Các bạn thấy nòng nhìn nó hay không? Nó cảm giác thiết kế rất tối giản. Nó không phải có cái gì đó rườm rà. Cái outer, cái nào là cái nào thôi. Và đây inner trong bằng đồng. Mình thấy có cả gen này. Không biết có nắp được silencer không mà mình chưa biết. Chế độ khóa safe, không bóp được cỏ. On fire, bóp được. Nhìn cái cỏ phần cỏ nó cũng khá là kỳ lạ. Nó là một cái hình bán nguyệt à, giống như hình tròn khoét khoét.
mình không biết nói là thế nào nhưng mà nó rất là khác với tất cả những cái cây cây súng khác mà mình được biết rồi, và cái cỏ khác à. Cái nút thay đạn thì mình thấy rất hay, cũng giống như mấy cái dòng bình thường thôi, không có gì thay đổi. Rồi ok, chúng ta lại quay lại với cái Luger P08. Lúc ấy mình chốt là cạnh cái chốt này ra, và sau đó là bung cái này ra, tiếp tục nó bung slide ra, thế là mình lại phải ngồi mình lắp lại. Và đây là một cây súng lạ, một cây súng cổ, một cây súng của những năm Thế chiến thứ hai, rất ít người biết tới, và mình cũng rất ít được trên tay. Mình chỉ có một lần, thú thật là mình bắn lần, và đây là lần thứ hai mình được cầm. Thế này nó rất là mới với mình, mới lạ với mình. Thì đây hóa ra đây là cái chốt, khi mình chốt này mình gạt xuống thì mình tháo cái này ra thì kéo slide ra. Đấy. Rồi, ok thôi mình cứ nói qua trước nhỉ. Đầu tiên chúng ta có một cái chiều dài của súng là 4 inch, rơi tầm 20 cm. Thứ hai là cái outer, à cái chế độ lên đạn thì kéo như này, khá là vui. Các bạn thấy lạ y y chà. Khi bóp cỏ nó đẩy cái này ra thì lại mà lại nhả cái chốt chốt để cho cái slide nó khóa. Hai bên cho tôi có hai cái này để kéo này, kéo lên đạn này. Đó. Cái ốp tay chiều dài, cái ốp tay bằng nhựa, cái cò súng khá là kỳ lạ, các bạn thấy không? Khi bóp cò nó sẽ nhả cái chốt ở đây, nhả cái chốt ở đây thì cái slide nó sẽ đập lên. Slide đập lên thì lúc đấy nó mới bổ vào van xạ của cái băng đạn nhé, chứ không giống như một số các cái cây khác thì nó việc mà mình bóp nó sẽ việc bóp cò thì nghĩa là bấm vào đây luôn, nhưng mà không, bấm vào vào cái van xạ luôn, nhưng mà đây thì bóp cò mới là cái slide nó chạy, nó mới đập đập vào búa ở đây, búa đập vào đây thì nó mới xả ra. Rồi ok, để mình sẽ đưa gần cho anh em xem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nạp ga. Đấy, và khi hết đạn nó sẽ như thế này. Các bạn thấy có funny không? Vui vẻ không? Hay chứ. Các bạn nhìn rõ không? Đây. Rồi bây giờ mình sẽ nạp ga vào PB, mình sẽ bắn test. Rồi, vào lắp ga. Mình sử dụng cây ga Ghost ga cho nó máu. Các bạn nạp ga lưu ý nha. Đây, vuông góc. Thường thì chúng ta sẽ nạp về tầm 20 giây hoặc 15 giây. Các bạn cứ đếm từ 1 đến 15 hoặc 1 đến 20, chậm chậm thôi. Sau đó nó sẽ đẩy. Là nó sẽ đầy thôi. Nào, kéo xuống nào, nhét BB vào đây. Thú vị. Các bạn nên nhớ là BB mà rơi xuống đất bẩn ấy, hoặc là mình đã bắn ra ngoài nòng ấy, thì chúng ta sẽ vứt cái BB đi, không dùng lại đâu. Tại vì việc BB ở bẩn hoặc BB bị méo nó sẽ dẫn đến tình trạng là súng của bạn bị kẹt cả đạn. Made in Taiwan, Huy là hãng sản xuất của Đài Loan. Rồi, cho vào. Ok, có đạn thì lại kéo rất dễ. Các bạn thấy không? Các bạn nếu vậy không có đạn thì mình sẽ như vậy. Thử nhá. À, có một viên BB ở trong rồi nè. À. Cho đạn vào. Đấy, khi có đạn nó cho rất dễ. Rồi, à, chúng ta bắn. Úi trời. Các bạn thấy không? Cảm thấy nó hoạt động không?
Đây, mình sẽ nghiêng cái bánh cho các bạn thấy. Được bắn rất là tốt nhé, không phải tệ đâu. Mình nghĩ đang là một cái súng lịch sử, người ta sẽ sử dụng vào mục đích lịch sử, nhưng mà lực bắn khá là ok, vẫn có thể đi họp được bình thường. Thử ngắm này. Các bạn thấy cái băng đạn nào, băng đạn nó có cái chỗ này, các bạn chỗ này rút ra rất là tiện này. Rút ra rất tiện. Mình sẽ bắn nốt rồi, hết đạn. Trọng lượng nó chỉ có 800 gram nên rất là nhẹ. Chiu. Rồi về nhận xét thì mình chỉ nhận xét đây là một khẩu súng lạ và nó mang tính lịch sử, còn chuyện xấu đẹp hay gì đó thì mình cũng không dám nhận xét, thì mỗi người một quan điểm. Còn theo như mình thì mình hiểu, khi mình đã tìm hiểu về về nó, về cái súng này Ruger P08 ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ mua một cây và mình sẽ sưu tầm. Tại sao chứ, tại sao lại không. Và có thể mình sẽ thay cái ốp này bằng gỗ, tại vì ốp này thực sự hơi ọp ẹp, không thực sự ok lắm đâu. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.